cái thứ ba mình nói là cái thiết kế của Xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đến với kênh của Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Thì hôm qua mình đi mua đồ và gặp một cái chuyện rất là kỳ thú anh em ạ. À mình nhớ rồi. Hôm qua mình đi mua flash và được tặng thêm một cái thẻ 32GB. Và là thẻ nhái anh em ạ. Đây thì hôm nay thì mình sẽ so sánh một chiếc thẻ thật mà mình có và một chiếc thẻ nhái hôm qua mình được tặng kèm. Về vỏ ngoài của hai chiếc thẻ này thì tương đối là giống nhau. Nếu mà nhìn kỹ hai chiếc thẻ này ấy, thì cái phông chữ nó rất là khác nhau nhá. Phông chữ ở bên chiếc thẻ thật ấy, thì nó sắc nét hơn và nó không bị các cái răng cưa. Còn phông chữ bên chiếc thẻ giả ấy, mình nhìn vào đây các thông tin sau này này, nó cực kỳ nhiều răng cưa luôn. Nhìn nó rất là rẻ tiền, đúng là kiểu chuẩn thẻ nhái luôn. Đây bên trong thì có gì? Bên trong thì mình sẽ có một chiếc thẻ 32GB Xtream Pro cộng thêm một gói cứu hộ dữ liệu của bạn. Nếu hãng đã công bố là 90% bạn được cứu lại dữ liệu sau khi nếu mà bị lỗi thẻ bằng phần mềm này. Tiếp theo nữa, ở trong cái thẻ giả thì có gì? Chỉ là chiếc thẻ giả, chứ là thẻ không thôi mà không có một cái gói hỗ trợ nào ở đây cả. Về mặt tương quan ở trong hai chiếc thẻ này thì mình thấy là thẻ giả nó đều kinh khủng luôn các bạn ạ. Nó cái phông chữ này cho đến màu sắc này nhìn nó nhợt nhạt mà nhìn nó rẻ tiền lắm, trong khi có thẻ thật này nhìn phông chữ nó đều đặn này, nhìn cái màu sắc là biết là thẻ thật rồi. Đến các cái thông tin ghi trên thẻ này nó rất là sắc nét mà không có răng cưa. Còn nhìn cái thẻ giả này, đến cái tem mà nó còn dán lệch các bạn ạ. Đây cái tem nó dán lệch nghiêng luôn, nghiêng sang một bên luôn. Ở phần mặt sau của hai chiếc thẻ này thì chiếc thẻ thật thì có cả số series nhá, cả số series luôn, còn chiếc thẻ giả thì không có. Rồi phần kim loại để mà tiếp xúc các cái chân tiếp xúc vào để truyền dữ liệu ấy thì chiếc thẻ giả nó nhìn nó màu nó hơi xỉn xỉn, còn chiếc thẻ thật thì nhìn nó long lanh hơn chút. Đấy, các bạn có thể coi ông qua đó phân biệt. Thì trên hai chiếc thẻ này đều ghi là 95MB/giây. Thì tí nữa mình sẽ test xem là nó có đúng là 95MB/giây không hay là chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Và sau đây mình sẽ test tốc độ ghi của hai chiếc thẻ bằng cách là copy một cái file nén khoảng tầm 2GB vào hai chiếc thẻ. Thì chiếc thẻ thật cho mình một cái tốc độ là khoảng tầm 30 hơn 30MB/giây, còn chiếc thẻ giả thì cho mình một tốc độ là khoảng tầm max là hơn 20MB/giây thôi. Qua đây các bạn có thể thấy được là tốc độ ghi của hai chiếc thẻ là nó có sự khác biệt nhau khá là lớn. Như vậy thì mình đã phân biệt chiếc thẻ giả và chiếc thẻ thật này cho anh em. Và anh em lưu ý khi mà đi mua hàng hay là đi mua các cái linh kiện về máy ảnh ấy thì chú ý là check kỹ cái thẻ này. Thôi tạm biệt anh em, mình là Huy đến từ Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho mình ở đây nhá.